khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết đêm. Mình tôi bắt chiếc cầu tôi đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ. Mới biết đâu là yêu. Ai đã yêu một lần được hạnh phúc với người mình yêu? Ai đã yêu một lần được trải qua cay đắng của tình yêu? Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi, yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ. Mới biết đâu là yêu. Các bạn hãy vỗ tay và nhảy thật to với Tuấn Hưng được không ạ? Những cánh tay của các bạn đâu rồi ạ? Tuấn Hưng cảm thấy rất hạnh phúc về điều này. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi, yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng quyết để mình tôi đơn côi. Dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ. Mới biết đâu là yêu. Vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chẳng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ. Mới biết đâu là yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tuấn Hưng. Yeah. Cảm ơn các bạn trong vũ đoàn VN Dance. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kiếm gì Khánh? Dạ em kiếm Long Chun đó anh. Tại vì ngày hôm nay như có thông báo thì bạn Long Chun sẽ tới đây và tham gia tranh tài ở trong chương trình Mặt Thân Quen. Hôm nay anh Tuấn Hưng thi hộ rồi Khánh. Anh Hưng. Dạ, em chào anh Hưng. Xin chào các bạn. Trời. Dạ. Chào anh chị. Chào anh Đại Nghĩa. Chào chị Mê Linh. Chào anh Quân. Dạ, chào anh Hưng. Ngày hôm nay anh đến đây là anh đại diện cho bạn Long Chun thi gương Mặt Thân Quen. Anh diễn giùm. Anh không phải diễn giùm, mà hồn là hồn Long Chun, nhưng xác Tuấn Hưng. Vỗ tay, trời ơi, giống quá. Khoan, các bạn khoan. Nói vậy hình như hơi bị nghịch lý nha.
hồn Long Chun rồi xác Tuấn Hưng, trong khi Tuấn Hưng cái bụng đâu có lúp lúp dữ vậy. Dạo này Tuấn Hưng là người đã có gia đình nên là Tuấn Hưng hơi bị lên cân một chút. À, hay bây giờ thôi anh về nhá. Tại sao anh về ạ? Bởi vì anh muốn xả vai. Anh muốn xả vai. Ôi mệt quá. Okay. Một tràng vỗ tay dành cho Long Chun các bạn ơi. Em mệt quá luôn đi. Bây giờ chắc là phải mời nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ về phần biểu diễn của bạn Long Chun ạ. Bạn Long Chun này là bạn ấy nghiên cứu vô cùng kỹ. Chứ không phải bạn ấy có một cái chai nước một cách vô tình đâu. Tất cả đều có cái sự chuẩn bị hết. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái phần mà hóa thân giống nhất từ đầu đến chính rồi. Yeah. Dạ, cảm ơn anh ạ. Chúc cảm mừng Long rất là nhiều. Những cái lần nhận xét của hai tiết mục trước á, thì thấy là cái sự rất là đồng điệu của anh với lại chị Mỹ Linh. Thì không biết là với tiết mục này chị Mỹ Linh có đồng quan điểm với lại anh Quân không? Tôi nói thật là tôi chết cả cười luôn ấy. Ôi da. Tại vì tôi tưởng tôi đang xem một cuốn hước như mình thì kiểu tôi thấy đi ra kiểu bước ngang tàng là tôi đã thấy buồn cười lắm rồi. Là giống luôn mà nghiên cứu kỹ ơi là kỹ, từ cách mở mồm ra hát xong rồi rung rung giật giật cái mồm xong cái cầm đưa này giống ơi là giống, tức là đây là phải xem nát băng có đúng không? Em xem rất là nhiều ạ, tại vì lần đầu tiên bước lên một cái sân khấu lớn này mình không thể qua loa được ạ, mà mình phải nghiên cứu rất là kỹ và em đã cố gắng hết tất cả những gì em thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn chị Mỹ Linh rất nhiều ạ. Không, nhưng mà thực ra ấy thì ở trong cái chương trình Gương Mặt Thân Quen này, khi mà hóa thân thành một nhân vật nào ấy thì ngoài chuyện là hát hay, nhảy đẹp, thay đổi làm sao để cho nó giống người ta, nhưng cái quan trọng nhất là phải là dùng đúng cái từ hóa thân ấy. Cái đoạn đùa vừa rồi giữa MC với cả Long Chun ấy là trong cái đùa đấy nhưng mà nó có sự thật. Tất nhiên là Tuấn Hưng thì cao hơn một tí và Tuấn Hưng hát cũng sung hơn một tí, nhưng mà về cơ bản tất cả những thứ còn lại thì nói chung là cũng là 1-9-1-10 đấy. Yeah. Và vấn đề là Tuấn Hưng 9 và là Long Chun 10. Wow, ghê chưa, ghê chưa. Mà chị biết không, khi mà người ta đồ lại đó chị, người ta hay đồ cho nó đậm lắm. À, đấy. Tức là sợ nếu mình làm mờ mờ khán giả không nhìn ra Tuấn Hưng. Anh nói ví dụ như Tuấn Hưng cũng hay chống chống cái như thế này, kiểu hơi ngang ngang tàn xíu, cái kiểu hơi phất phất đời xíu. Nhưng mà đó, người ta làm một lần, hai lần người ta làm vừa phải thôi. Còn em mà làm suốt, mà cái gì nè, tưởng bị thoát gì đi điểm. Là mình đến mắc cười rồi. Không, rồi ngay cả cái cách mà Tuấn Hưng cầm hai mic mà hát, nếu mà anh Hưng anh hát á thì cũng bình thường. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao. Còn em á giống như là sợ người ta không nhìn ra cái nét đó. Em giống như là muốn ăn luôn hai cái piro vậy đó. Mà cái điều đó nó đáng yêu vô cùng luôn, nó dễ thương lắm lắm. Anh rất là bất ngờ với cái sự hóa thân này của em. Và khi em đến được nửa bài hát rồi thì em thấy thôi bây giờ chẳng còn gì để mất cả, mình cứ xóa hết mất luôn. Mình kêu gọi khán giả, mà chính vì cái điều đó đó cho nên mình kêu lộn em. Các bạn ơi, nhảy hay thật nhảy to, to lên. Tôi cũng không biết nhảy thật to là nhảy như thế nào nữa. Em không ý thức mình nói gì luôn á. Nhưng mà là phải ghi nhận cái sự nghiên cứu và làm việc rất nghiêm túc trong cái nhân vật này của em nha. Chúc mừng Long Chun. Dạ, cảm ơn anh ạ, nhớ rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng Long Chun đã hoàn thành rất là tốt phần thi của mình. Vâng, và hy vọng là ở tuần tiếp theo phải giữ vững phong độ như vậy càng ngày càng tốt nha. Ok. Dạ, cảm ơn anh Duy Khánh. Cảm ơn quý vị ban giám khảo và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Rồi, cảm ơn em. Đi cái tướng Tuấn Hưng về đàng hoàng. Điềm đảm chững chạc. Tuấn Hưng không có nhảy chân sáo ní na ní nở kiểu đó. Rồi. Hôm nay Khánh nói hơi nhiều đấy Khánh. Ờ đó, đó, Tuấn Hưng đó. Dạ, em xin lỗi anh Tuấn Hưng. Ồ. Wow, nè, thật cool chứ. Về tới nơi mới là vỡ bụng nè. Để tiếp nối chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút.